Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hiện tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ tại các địa phương diễn ra rất phức tạp. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cho biết, trên địa bàn 10 huyện thành phố đều để xảy ra tình trạng lấn chiếm. Điều đáng nói, tình trạng này tái diễn nhiều năm mà chưa được xử lý dứt điểm. Từ đầu năm đến nay, thông qua công tác thanh tra kiểm tra đã phát hiện 66 vụ việc vi phạm. Trong đó, thanh tra sở lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 17 trường hợp với số tiền 193 triệu đồng, chuyển về chính quyền địa phương 49 vụ vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông diễn ra nhiều năm nay là vấn đề nhức nhối, chưa thể giải quyết dứt điểm. Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Phạm Văn Quang cho biết, nguyên nhân tình trạng vi phạm hành lang khó giải quyết là do các vụ việc vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ sau khi được phát hiện. Thanh tra sở phối hợp với lực lượng tuần kiểm, lập biên bản đình chỉ vi phạm và bàn giao vụ việc để chính quyền địa phương xử lý, giải tỏa theo thẩm quyền. Đồng thời, tham mưu Sở Giao thông Vận tải lập danh sách các trường hợp vi phạm, chuyển đến chính quyền địa phương cấp huyện, xã làm cơ sở để vận động, cưỡng chế giải tỏa. Trong cái thời gian gần đây, là vỉa hè là bị nhân dân xung quanh và lạm dụng vỉa hè và làm quán xá rất nhiều. Đấy, gây ảnh hưởng đến giao thông rất lớn, nhất là cái khu vực bán vật liệu xây dựng này, rồi bán quán cà phê này, rồi bán những hàng vặt, hàng rong trên đường cũng có. Thế thành thử là rất ảnh hưởng đến giao thông trên đường. Nguyên nhân của tình trạng trên do ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, một số cán bộ địa phương xử lý chưa quyết liệt, còn tình trạng nể nang ngại va chạm nên sau mỗi đợt kiểm tra thì đâu lại vào đấy. Công tác vận động tự tháo dỡ và tổ chức cưỡng chế giải tỏa chưa được thường xuyên. Bên cạnh đó, do thói quen sinh hoạt của người dân nên việc bày bán hàng tràn lan ở các chợ xuống lòng lề đường diễn ra phổ biến. Khi có các lực lượng đi làm, liên ngành đi làm, kể cả là gia quân của cả huyện, cả xã rồi là cấp ủy chính quyền rất kiên quyết, thế nhưng mà đến một thời gian nhất định thì là cái sự mà để quản lý và bám sát cái các tuyến thì các cấp ủy chính quyền địa phương cũng còn lơ là và cũng chưa được quan tâm cho lắm, nên đâm ra nó vẫn xảy ra những tình trạng là lấn chiếm. Ngoài ra còn có thực trạng hộ dân được cấp đất hợp pháp mà đất đó nằm trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ, chính quyền địa phương chưa có phương án đền bù tái định cư nên vi phạm còn tồn tại mà chưa được giải quyết triệt để. Tình trạng vi phạm này còn tồn tại thì chắc chắn sẽ không chỉ ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ mà còn tiềm ẩn đến những nguy cơ cao về tai nạn giao thông. Xin chào quý vị và các bạn. Ở clip trước, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn cách kiểm tra xe trước khi khởi hành. Và ở clip này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách lên xuống xe an toàn. Bước 1. Kiểm tra an toàn xung quanh xe. Đứng phía trước đầu xe, quan sát xem có xe đang đi tới hay không. Bước 2. Quan sát an toàn phía sau bằng cách đứng cạnh cửa xe và quan sát phía sau một lần nữa. Bước 3. Mở cửa xe bằng cách mở cửa xe vừa đủ rộng để lách vào bên trong. Chân phải bước vào trước, tay phải nắm lấy điểm cao nhất của vô lăng, tay trái giữ cửa xe. Bước 4. Đóng cửa xe bằng cách tay trái nhẹ nhàng kéo cửa xe. Khi cửa xe còn cách thân xe từ 10 cho tới 20cm, chúng ta kéo thật mạnh cửa xe, đảm bảo cửa xe đều đóng kín, không có vật cản và không bị hở. Bước 1. Quan sát an toàn phía sau bằng cách quan sát gương chiếu hậu, quay đầu qua vai, quan sát an toàn bằng mắt. Bước 2. Mở cửa xe, tháo dây an toàn. Nhẹ nhàng mở cửa xe khoảng 20cm. Quan sát phía sau một lần nữa. Mở cửa xe vừa đủ rộng để bước xuống, tay trái vẫn giữ cửa xe. Bước 3. Ra khỏi xe, nhanh chóng ra khỏi xe, xoay người về phía sau. Tay phải vẫn giữ vô lăng, tay trái giữ cửa xe. Bước 4. Đóng cửa xe. Đóng cửa xe khi cửa xe còn cách thân xe từ 10 cho tới 20cm. Đóng mạnh cửa xe. Bước 5. Đi vòng về phía sau, quan sát các xe đang đi tới. The power of dreams. The power of dreams.
Honda CR-V mới khơi dậy mọi giác quan cùng công nghệ an toàn tiên tiến Honda Sensing để bạn tự tin chạm đến thành công. Honda CR-V mới khai phá giác quan thứ 6. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục an toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn công ty Honda Hưng Yên, Phố Hiến đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.